Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay mình đang có mặt tại phường Tân Nông Nghiệp thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà mặt tiền đường đang kinh doanh buôn bán cà phê và bán đồ ăn sáng và quán nhậu. Căn nhà này nằm trên mặt đường DT743 thông từ bến xe Tân Nông Hiệp tới ngã tư 550. Đây là mặt tiền con đường DT743 nhé. Chiều ngang của vị trí bất động sản này là có chiều ngang 15,5m và chiều dài 40m, tổng diện tích là 600m2. Hiện tại đang mở quán cà phê, bán đồ ăn sáng, bán quán nhậu. Đây là mặt tiền đường lưu thông, mặt tiền này rất là lớn nhá. Chiều rộng của mặt tiền DT743 này khoảng 20m này. Ở đây đang buôn bán kinh doanh rất là sầm uất nhá. Như quý vị thấy này. Đây. Đây là con đường phía trước này. Chiều ngang 15,5m và chiều dài 40m. Tổng diện tích là 600m2. Bên đây chủ nhà cho thuê bán đồ ăn sáng nhé. Ở đây ăn sáng rất là đông, hiện tại bây giờ là tầm 10h30, gần 11 giờ sáng rồi, nên là bán khách rồi. Đường này rất là sung nhé, buổi sáng bán đồ ăn sáng đây cực VIP luôn, xe lưu thông qua lại rất là nhiều này. Bên đây chủ cho thuê bán cà phê nhé. Đây buổi sáng bán cà phê lưu thông rất là đông. Chiều ngang 15,5m và chiều dài 40m, tổng là 600m2. Đây. Buôn bán cà phê nhé. Bên đây mình có nhà lá để ở này, nhà tôn này. Đó, xe ra vào tấp nập luôn. Phía sau mình là có hệ thống, bên đây là nhà vệ sinh này. Phía sau bên đây có các chòi võng nhà lá đây nhá. Buổi trưa là quán này là đông nghịt luôn. Buổi trưa người ta sẽ về đây uống cà phê và nghỉ trưa ở đây nhé. Vị trí bất động sản này nằm ngay phường Tân Nông Hiệp thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Nằm trên mặt đường DT743 thông từ bến xe Tân Nông Hiệp sang tới ngã tư 550. Chiều ngang 15,5m. Chiều sâu là 40m. Lô đất này chủ nhà đang kêu với mức giá là 26 triệu trên 1m2, tương đương với 15 tỷ 600 triệu đồng cho quán cà phê này. 15 tỷ 600 triệu đồng trên 600m2 nha. Một mức giá rất là mềm. Quý vị có nhu cầu đi xem, hẹn gặp em ngay ở ngã ba xã hoặc ngã tư 550 hoặc ngay chỗ bến xe Tân Nông Hiệp, em sẽ dẫn vào xem nhé. Đường rất là sung nhé. Đang dọn đồ để nghỉ nhé, bán đồ ăn sáng xong rồi. Rất vui được gặp lại quý chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay mình đang có mặt tại phường Tân Nông Hiệp thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà mặt tiền đang kinh doanh buôn bán cà phê và bán đồ ăn sáng. Căn nhà này có diện tích chiều ngang 15,5m, chiều sâu 40,
tổng diện tích là 600 m², nhà này nằm trên mặt đường DT743, đang kinh doanh buôn bán rất là tốt nhé. Ở đây con đường này thông từ bến xe Tân Nông Hiệp tới ngã tư 550. Nhà này thuộc phường Tân Nông Hiệp, thuộc thành phố Di An.